có bạn nhắn tin hỏi cô ơi cô sao em thấy người ta học nhảy nhanh quá mà sao em học hoài nó chả ra cái điệu gì cả <laughs> bí kíp sau đây là ba cái bí kíp dành cho bạn cái thứ nhất ý, bạn phải xác định cho được bạn học nhảy để làm gì nếu mà bạn học nhảy cho vui thì thế nào cũng được lúc nào thích thì học không thích thì thôi và chắc chắn sẽ không ra cái điệu gì cả và cuối cùng không biết nhảy luôn nhưng nếu bạn xác định học nhảy là bởi vì bạn yêu thích âm nhạc, yêu thích bước nhảy, bạn muốn kết nối các chị em cùng sở thích, bạn muốn có sức khỏe. Thế thì bạn phải dành thời gian cho nó. Cái bí kíp ở đây đó là dành ít nhất 30 phút mỗi ngày tập đều đặn. Ngày nắng cũng như ngày mưa. Cái bí kíp thứ hai đó, hãy chọn cho mình những cái bài nhảy phù hợp với khả năng của mình nhất. Thấy người ta nhảy đẹp, thấy người ta nhảy hay nhưng bạn có biết là người ta đã rèn luyện bao nhiêu năm không? Có khi là họ học nhảy 2 năm, 1 năm hay như mình 5 năm rồi mới nhảy được những cái bài như thế. Nhưng mà bây giờ mình mới mà, cho nên mình chọn những cái bài nào mà nó phù hợp với cái khả năng của mình. Như vậy mình không có chán. Cái bí kíp thứ ba, đó chính là hãy chọn những cái bài nhạc mà bạn yêu thích. Ví dụ có rất nhiều chị em thích nhạc cách mạng. Vậy thì mình hãy chọn những cái bài nhảy mà sáng tác dựa trên cái bài hát đó là nhạc cách mạng. Thế thì mỗi khi mở lên ấy có phải là bạn vui không? Ba cái bí kíp nhỏ nhỏ như vậy thôi sẽ giúp được bạn có được cái sự tự tin và cái sự kiên trì học nhảy mỗi ngày nhá. Chúc bạn thành công. <laughs>